hô hấp. Chủ đề thứ nhất là chúng ta sẽ nghiên cứu cái viêm họng, đúng không ạ? Trong cái bài đầu tiên thì tôi đã có một cái bài nói rất là nhiều về cái vấn đề sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút về những cái đó, và thứ hai là chúng ta đi sâu vào những cái thuốc mà cái buổi hôm đó chúng ta chưa đề cập được, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ đề cập một loạt các cái bệnh, ví dụ viêm họng, viêm các bệnh ho khan, ho có đờm, viêm xoang, vân vân. Đầu tiên chúng ta trao đổi là cái bệnh viêm họng đầu tiên. Thế thì chúng ta thấy là cái bệnh viêm họng của chúng ta thì nó có nguyên nhân, đúng không ạ? Rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau, đúng không ạ? Ủa, Trong ui, đó cái đừng sờ vào cái này của mình. có nguyên nhân là virus, vi khuẩn, vi nấm, đúng không ạ? Và có nguyên nhân là môi trường, đúng không ạ? Và có nguyên nhân từ cái dạ dày thực quản. Đấy. Tuy nhiên thì người ta thường chú ý đến hai cái dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất là một trường hợp nguyên nhân gây sốt và một trường hợp là không gây sốt, đúng không? Thì chúng ta hay gặp nhất ở nhà thuốc là chúng ta gặp trường hợp nguyên nhân bị nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm virus, đúng không? Thì đấy là hai cái nguyên nhân mà chúng ta hay gặp nhất. Thế cái triệu chứng của viêm họng thì thực ra cũng rất là dễ phát hiện, đúng không? Người bệnh người ta tự kể cho chúng ta ở nhà thuốc, người ta có đau họng, khó nuốt này, sưng hạch. Rồi nếu chúng ta mà chúng ta nhìn được trong khoang miệng người ta, chúng ta thấy amidan sưng đỏ. Và trường hợp mà nếu mà có các cái mảng trắng mủ trên amidan thì thường thường là do vi khuẩn. Một số trường hợp bị khàn giọng. Thế thì cái viêm họng thì có chúng ta tập trung vào hai cái loại nguyên nhân là nguyên nhân do virus và nguyên nhân do vi khuẩn. Đúng không? Thì nếu mà nguyên nhân do virus thì thông thường cái họng chúng ta chỉ có đỏ không thôi, đúng không? Amidan và cái họng chúng ta sưng đỏ lên. Còn trường hợp do vi khuẩn thì chúng ta thấy là ngoài cái chuyện họng sưng đỏ, chúng ta còn thấy có cái mảng bám trắng ở trên amidan, trên lưỡi, trên thành sau họng, đúng không? Đấy là những cái dấu hiệu chúng ta biết là do vi khuẩn hay do virus. Và một cái dấu hiệu nữa đó là do vi khuẩn thường sốt rất là cao, đúng không? Sốt rất là cao, phải đến 39 độ, đúng không? Thậm chí trên 39. Còn do virus thì thông thường là chúng ta thấy ít khi sốt cao, hoặc là sốt thì sốt rất là nhẹ và nhiều trường hợp là không có sốt. Đây là những cái dấu hiệu là nhận biết được viêm họng do vi khuẩn hay do virus. Là một số cái hình ảnh chúng ta thấy là do vi khuẩn, đúng không? Chúng ta thấy họng của nó chúng ta là có màu đỏ, đó. Còn do virus thì họng chúng ta thông thường nó bị viêm mà nó có màu đỏ. Còn do vi khuẩn thì ngoài nó bị viêm, nó sưng, nó còn chúng ta nhìn thấy các mảng bám màu trắng, đúng không? Ở trên khoang miệng. Một số cái hiện tượng viêm họng nữa khác như viêm họng giả mạc, viêm họng mụn nước, viêm họng mãn tính, viêm họng hạt, viêm họng loét hoại tử, thì cái này anh chị tham khảo thêm, đúng không? Về thuốc điều trị viêm họng thì thực ra cái bệnh viêm họng rất là dễ sử dụng thuốc anh chị ạ. Thì có rất nhiều các cái thuốc khác nhau, nhưng tựu chung lại trong cái đơn điều trị viêm họng thì thông thường người ta thường tập trung vào khoảng bốn cái thuốc chính, đúng không? Thứ nhất là kháng sinh, thuốc chống viêm, đúng không? Thuốc ngậm và thuốc hạ sốt nếu có sốt. Thì đấy là chúng ta thấy là quanh đi quẩn lại là chỉ có bốn loại thuốc đó trên đó thôi. Và cái kháng sinh thì hôm trước tôi cũng đã nói với anh chị rồi, cái bệnh viêm họng là một cái bệnh mà vi khuẩn nó không kháng thuốc. Ở đây chúng ta chủ yếu nhiễm liên cầu, vì khi vi khuẩn nó không kháng thuốc cho nên các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng kháng sinh rất là dễ, rất là dễ kiếm, dễ thấy, và không cần dùng kháng sinh đắt tiền và kháng sinh thế hệ cao. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các cái kháng sinh như amoxicillin hoặc là cefalexin, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể sử dụng azithromycin. Kháng sinh này hoàn toàn đủ sức để tiêu diệt liên cầu khuẩn và chúng ta không cần sử dụng các kháng sinh như là levofloxacin hay là cephalosporin thế hệ 3. Những cái đó là chúng ta thấy sử dụng cho viêm họng rất là phí, thực sự là rất là phí, chúng ta để dành cho những trường hợp khác cần dùng nó, đúng không? Đấy là cái kháng sinh thì tôi nhắc lại, chúng ta chỉ cần dùng các kháng sinh đơn giản. Còn với thuốc chống viêm, đúng không? Hiện nay thì người ta hay có xu hướng sử dụng cái thuốc chống viêm corticoid, đúng không? Nhưng trong viêm họng chúng ta cũng không cần dùng đến corticoid đâu, chúng ta chỉ cần dùng cái alpha tray thôi. Cái thuốc này nó dùng với mục đích là khi họng chúng ta sưng
thì người ta ăn vào chay có tác dụng chống viêm, chống phù nề, thì bệnh nhân sẽ gì ạ? Sẽ đỡ được cái cảm giác sưng và đau, đúng không? Ừ. Nên chúng ta chỉ cần sử dụng ăn vào chay, không cần dùng cái methylprednisolone hay là các corticoid khác, không cần thiết. Đúng không? Ngoài cái thuốc nhóm thuốc chống viêm ra, chúng ta thấy là ở trong nhà thuốc chúng ta còn có cái nhóm thuốc ngậm cũng rất hay được sử dụng trong cái phác đồ điều trị, đúng không ạ? Thuốc ngậm thì chúng ta chú ý có cái strepsin này, doryptomycin này, mucociciline. Những cái thuốc ngậm này các anh chị chú ý một chút cho tôi nhé. Có cả dạng Tây y và Đông y. Dạng Tây y chúng ta thấy chủ yếu ba loại trên, còn loại Đông y thì nhiều vô kể. Có lẽ là tôi không tiện giới thiệu ở đây. Các anh chị quen bán loại nào chị cứ bán. Còn riêng loại Tây y thì tôi chú ý với chị thế này. Cái thuốc đông tây y này thường thường là nó có một cái kháng sinh nha. Thứ hai là một cái thuốc sát khuẩn nha. Và thứ ba là một thuốc gây tê nha. Đấy, thông thường là sẽ có ba cái thành phần bên trong một cái viên ngậm thuốc tây y. Đấy. Do đó bản chất của những thuốc này nó là kháng sinh đấy anh chị ạ, nhưng không phải là thuốc sát khuẩn đâu, riêng đâu. Còn đây, một số người chúng ta nhầm là dùng cái này ngậm bên ngoài không phải kháng sinh thì không phải đâu ạ. Những cái thông thường những cái thuốc mà cái Tây y này nó chính là kháng sinh với hàm lượng rất là nhỏ kết hợp với thuốc sát trùng và thuốc gây tê nha. Những thuốc viên ngậm này có một đặc điểm là nó hay cho thuốc gây tê vào, cho nên là khi chúng ta ngậm vào thì bệnh nhân đang đau, đang viêm như vậy thì cái thuốc gây tê nó phát huy tác dụng và bệnh nhân ngậm vào người ta cảm giác là đỡ đau đi rất là nhiều. Cho nên là các chị nên tư vấn cái thuốc gây tê này vào bên trong cái thuốc Tây y này vào trong cái đơn điều trị viêm họng thì bệnh nhân sẽ cảm giác rất là thoải mái, đúng không? Ngoài ra cái thuốc hạ sốt thì chúng ta chỉ cần dùng đến Panadol là đủ nha. Đấy, thuốc hạ sốt thì chúng ta cứ uống 2 viên trên một lần, gọi cách 4 đến 6 tiếng một lần là ok. Đó. Ngoài ra chúng ta thấy là ngoài những cái thuốc mà chúng ta thấy dùng để ngậm, chúng ta còn có các cái nước súc miệng thì các anh chị chú ý cho tôi cái biệt dược bovidone iốt, đúng không ạ? Đấy. Thì cái biệt dược bovidone iốt này có một cái hay là gì ạ? Là nó có bản chất là iốt hữu cơ. Cho nên là cái loại bovidone iốt này khi chúng ta súc miệng ở trong họng thì nó gì ạ? Vừa có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, vừa có tác dụng tiêu diệt virus. Do đó nếu anh chị nào mà đang lăn tăn không biết là cái kiểu viêm họng này là do vi khuẩn hay do virus thì chúng ta có thể tư vấn bán ngay cái bovidone iốt. Thì cái loại này nó diệt được tốt đúng không? Cả vi khuẩn virus chết hết. Và chúng ta thấy là cái này có một lợi điểm là khi dùng cái này không cần phân biệt vi khuẩn hay virus. Đó. Nhưng cái này chỉ dùng ngoài thôi nha. Về cái đơn thuốc tham khảo thì các chị thấy một cái đơn điều trị viêm họng thì nếu là do vi khuẩn và chúng ta nhận biết cái viêm họng do vi khuẩn được cái dấu hiệu là sốt rất là cao. Đó. Thứ hai là họng thì vừa đỏ vừa có mảng trắng đúng không? Các cái mảng trắng bám trên thành họng trên lưỡi vân vân. Đó. Còn sốt do virus là xin lỗi viêm họng do virus thì thông thường họng chỉ đỏ không thôi và bệnh nhân sốt nhẹ. Đấy là cái chúng ta thường phân biệt vi khuẩn với virus. Nếu bệnh nhân mà sốt cao thì chúng ta chỉ định dùng kháng sinh. Kháng sinh ở đây chúng ta có thể sử dụng cái cephalexin đúng không? Đó. Các chị nhớ là trong các cái dòng cephalosporin thì đều điều trị viêm họng, tức là các cái vi khuẩn gram dương ở đây là liên cầu. Thì thế hệ 1 đã tốt hơn rất nhiều so với thế hệ 3 nhé. Anh chị nào ở đây mà lại dùng cefixim thì lại là không hợp lý. Bởi vì cefixim diệt liên liên cầu khuẩn không tốt bằng cefalexin. Nên các chị lưu ý dùng cefalexin là tương đối là chuẩn. Đúng không? Nếu anh chị nào mà không muốn dùng cefalexin thì chúng ta có thể sử dụng cái amoxicillin. Hoặc là nếu anh chị nào mà dị ứng với cả beta-lactam thì anh chị sử dụng azithromycin cũng được. Nói chung thì theo tôi điều trị viêm họng là một trong cái điều trị dễ nhất ở nhà thuốc, đúng không? Rất là dễ dàng. Thuốc thứ hai chính là alpha-chymotrypsin. Cái thuốc này là một cái thuốc chống sưng, chống phù nề, đúng không? Mục đích là để làm cho giảm sưng, giảm phù nề cho bệnh nhân ăn uống với cả đỡ đỡ đau, đúng không? Thì chúng ta dùng alpha-choy với cái liều 2 viên nhân 3 lần trên ngày uống sau ăn. Và anh chị nhớ cho tôi, alpha-chymotrypsin nó chính là men. Nhé. Khi nói đến men, muốn phát huy tác dụng thì các anh chị chú ý là cái men này nó phải có nước. Vì vậy chúng ta cần lưu ý 2 điểm. Thứ nhất là phải uống nhiều nước khi sử dụng alpha-chymotrypsin.
để tăng cường tác dụng của men. Thứ hai là cái alpha chymotrypsin này, người ta thường ngậm dưới lưỡi để tăng cường tác dụng. Khi ngậm dưới lưỡi thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đi thẳng vào tim và không qua gan và không bị chuyển hóa qua gan lần một. Vì vậy mà những cái thuốc nào ngậm dưới lưỡi thường phát huy tác dụng nhanh và tác dụng thường mạnh hơn là khi chúng ta uống bằng đường uống nhé. Cái thuốc thứ ba là Enervon C 500. Ở đây là C chúng ta dùng với liều 500 là liều tương đối cao, đúng không? Chúng ta chỉ uống một viên một ngày thôi, uống buổi sáng, đúng không? Bởi vì viêm họng thì có thể do virus hoặc là vi khuẩn, thì sức đề kháng của chúng ta bị giảm sút thì chúng ta có thể sử dụng vitamin C với cái liều là 500 mg chúng ta uống sau ăn sáng. Các anh chị lưu ý là vitamin C chúng ta nói là nó có tăng cường miễn dịch, đúng không ạ? Nó gây tỉnh táo nha, cho nên tôi khuyến cáo chị uống buổi sáng hoặc uống vào buổi trưa sau ăn, không được uống buổi tối. Uống buổi tối nó gây mất ngủ đấy nha, bệnh nhân tỉnh táo và rất là khó ngủ. Đấy. Đấy là cái vitamin C chúng ta lưu ý nha. Và những người nào bị sỏi thận thì dùng vitamin C liều cao như này cũng phải chú ý vì nó gây kết tinh cái canxi oxalat trong đường tiết niệu nhé. Và cái cuối cùng là cái thuốc hạ sốt, thì chúng ta thấy thuốc hạ sốt thì chúng ta có một nguyên tắc đó là sốt trên 38 rưỡi chúng ta sử dụng, và khi nào sốt thì uống, không sốt thì thôi. Đấy là cái nguyên tắc sử dụng thuốc hạ sốt. Ngoài ra các chị có thể tư vấn cho bệnh nhân thêm các cái thuốc viên ngậm hoặc các nước súc miệng nhé. Cái này thì ở nhà thuốc chúng ta quen bán loại nào chúng ta cứ tư vấn nhé, không có áp đặt cái gì cả, chúng ta cứ đăng ở nhà thuốc chúng ta cái chúng ta thấy xin lỗi, có điện thoại chút ạ. Alo. Chúng ta thường thường là nó có những cái thành phần như vậy. Ngoài ra anh chị tư vấn thêm các cái thuốc ngậm, các cái thuốc súc miệng nữa, đúng không? Thường người ta súc miệng nước muối NaCl 3-4 lần trên ngày, đúng không? Còn thuốc viên ngậm thì tùy anh chị, bán ở nhà thuốc quen loại nào chúng ta bán loại đó. Tiếp theo là cái trường hợp mà sốt do viêm họng do vi khuẩn, thì thông thường chúng ta hỏi bệnh nhân sốt rất nhẹ hoặc là không sốt, đúng không? Họng chúng ta chỉ có đỏ không thôi, thì thông thường những trường hợp này đúng không? Người ta không cần dùng kháng sinh, người ta chỉ cần dùng cái dạng viên ngậm thôi. Tất nhiên ở đây viên ngậm cũng là có kháng sinh rồi, nhưng mà cái mức độ nó không ảnh hưởng đến toàn thân, đúng không? Doritoricin, đúng không? Đấy, viên ngậm của Đức, alpha chymotrypsin chị bán vẫn như vậy, Enervon C vẫn như vậy, Panadol vẫn như vậy, đúng không? Ở đây chỉ thay mỗi cái kháng sinh bằng cái doritoricin là viên ngậm thôi. Tức là khi chúng ta bị nhiễm virus thì thông thường nếu anh chị súc miệng không nó cũng khỏi, chả cần phải dùng thuốc. Nếu anh chị nó chịu khó súc miệng nước muối hoặc các loại súc miệng mà nó có tính sát trùng như TB vân vân, thì chúng ta thấy súc miệng vài ngày nó cũng khỏi. Nếu là do virus thì chả cần dùng thuốc. Đây là một loạt các cái thuốc ta thấy người ta hay tư vấn ở nhà thuốc để điều trị viêm họng, các cái dòng strepsin, mecotrixin vân vân. Thì chị biết chị tư vấn thêm dòng chepsin nó có rất nhiều, nó bạc hà, cam, loại mật ong vân vân, thì chúng ta bán theo cái sở thích khách hàng. Nói chung thì ngoài những cái này ra, các chị ở trong nhà thuốc các chị có loại nào chị cứ tư vấn cái loại đó, không cần phải strepsin hay là cũng không cần phải mecotrixin. Ở đây tôi giới thiệu là những cái biệt dược và những cái thuốc mà chúng ta hầu như nhà thuốc nào nó cũng có, đúng không? Thì trong cái viên chepsin thì nó có những cái thành phần mà chị tham khảo thêm nhé. Nó có cái tác dụng kép, vừa có tác dụng kháng khuẩn vừa tác dụng gây tê nhé.
iốt thì tôi đã nói rồi, đúng không ạ? Nó là cái thành phần mà iốt hữu cơ, nó tiêu diệt được cả vi khuẩn dẫn virus. Đấy. Do đó những cái trường hợp mà chúng ta thấy bị viêm họng mà chúng ta nghi ngờ nó virus thì các chị sử dụng cái betadine này vô cùng tuyệt vời, vi khuẩn cũng dùng được. Nhiều trường hợp chúng ta thấy bệnh nhân mà bị sốt cao ấy, bị sốt cao mà do viêm họng, chúng ta dùng betadine này chúng ta già họng là bệnh nhân có thể cắt được sốt, chưa cần dùng thuốc hạ sốt nhé. Các chị dùng cái banh hay cái kẹp chị nhúng vào cái lọ betadine này, rồi chúng ta già họng cho trẻ em hoặc người lớn ấy. Người đó chúng ta quét vào miệng đúng không? Chúng ta thấy là nửa tiếng một tiếng sau bệnh nhân để cắt được sốt. Tôi đã thấy rất là nhiều người sử dụng cái đó và cắt được sốt do dùng betadine nha. Không cần dùng những thuốc khác nữa. Cái hiệu quả của betadine này vô cùng tuyệt vời nha. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận là ở trong nhà thuốc chúng ta có rất nhiều loại betadine, thì chúng ta nhớ là dùng loại đúng loại betadine súc miệng nha. Chúng ta có một loại betadine sát khuẩn và một loại betadine dùng cho ta, chúng ta đừng có nhầm lại dùng cái phụ khoa để súc miệng, rất là gì ạ, sai lầm rất là ngớ ngẩn đấy, đúng không ạ? Rất nhiều người, ít người nào mà chưa bán quen chúng ta hay bị nhầm cái betadine súc miệng thành cái betadine phụ khoa ấy. Chúng ta lưu ý không được nhầm màu của nó, cái màu betadine phụ khoa nó màu xanh dương đúng không ạ, cái này màu xanh xanh lam đúng không ạ? Đó là cái chủ đề về viêm họng. Cái chủ đề thứ hai là chủ đề về ho khan. Đó. Cái chủ đề này thì ở trong nhà thuốc thì chúng ta thấy gặp khá nhiều. Và chúng ta tư vấn thì chúng ta có phương pháp. Và chúng ta khi nắm được cái phương pháp đó rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng không đến nỗi quá khó khăn. Đó. Thứ nhất, chúng ta làm quen với một số cái vấn đề về ho khan. Ho là một cái phản xạ tự vệ dùng chống các dị vật ở phần trên của đường hô hấp có thể gây tắc đường thở. Đó. Chúng ta thấy ho khan, ho đây là không phải là một bệnh, nó chỉ là một cái triệu chứng một bệnh nào đó thôi nha. Đấy. Chứ nhiều người bảo ho ho khan là một bệnh thì không phải đâu, nó chỉ là một cái triệu chứng của cái bệnh viêm nhiễm nào đó trong đường hô hấp, hoặc là do kích ứng, hoặc là do chúng ta trong cực dây thực quản vân vân, chứ không phải là ho là một bệnh đâu nha. Và cái trường hợp mà ho khan thì cái ho khan của chúng ta là không có tác dụng bảo vệ của cơ thể. Khác với ho có đờm thì ho có đờm là nó để tống cái đờm ra khỏi đường hô hấp, nhưng ho khan thì chúng ta thấy là nó do bị kích ứng cho nên là nó ít khi là nó có tác dụng bảo vệ cơ thể chúng ta, cho nên là những trường hợp ho khan là chúng ta có thể sử dụng thuốc giảm ho, đúng không? Giảm ho khi mà chúng ta bị ho nhiều hoặc kích thích. Đấy. Ho có đờm là một cái ho mà nó có tác dụng bảo vệ cơ thể chúng ta, còn ho khan thì hầu như là chúng ta chỉ bị kích thích mà gây ho thôi, đúng không? Mà khi chúng ta bị ho nhiều thì rõ ràng chúng ta vẫn phải dùng thuốc giảm ho, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt ngủ nghỉ chúng ta, mà ngủ nó cũng ho hoặc là ăn cơm nó cũng ho, như vậy thì rất là khó chịu, chúng ta phải dùng thuốc giảm ho nhé. Về thuốc điều trị thì ở đây chúng ta thấy là có khoảng độ 6 cái nhóm thuốc chính. Thứ nhất là thuốc kháng sinh, đúng không? Thuốc giảm ho, thuốc kháng histamine, thuốc chống viêm dạng men và thuốc corticoid, thuốc hỗ trợ, đúng không? Tất nhiên là trong cái nhóm thuốc này thì chúng ta thấy là việc tư vấn ở nhà thuốc nó cũng không đến mỗi và chúng ta thấy nó quá khó, đúng không? Chúng ta chỉ cần theo cái hướng sử dụng thuốc như sau nhé. Thứ nhất là các anh chị khi mà anh chị vào ứng ở nhà thuốc một bệnh nhân mà tôi bị ho thì đầu tiên các anh chị phải hỏi bệnh nhân là chúng ta bị ho khan hay ho có đờm, đúng không? Cái này thì tự bệnh nhân người ta nói chúng ta biết, đúng không? Người ta bảo ho khan chúng ta hỏi tiếp có sốt không, có khó thở không, người ta bảo không sốt không. Trường hợp mà không sốt không có thở như vậy thì đa phần chúng ta thấy là đây là do kích ứng nha. Đấy, ho do kích ứng. Những trường hợp mà ho kích ứng như vậy thì chúng ta cái thuốc mà chúng ta sử dụng đầu tay và tốt nhất hiện nay chính là cái tirangen nha, kháng histamine một. Còn trường hợp thứ hai, nếu mà bệnh nhân bảo là tôi ho khan mà có sốt có khó thở thì lúc đó thử khò khè thôi, khó thở thì chúng ta phải tư vấn bệnh nhân đi bệnh viện rồi. Còn trường hợp chúng ta thấy thử khò khè thì mà tức là có dấu hiệu của khó thở thì thông thường là ho khan thở khò khè nó nên sử dụng kháng sinh. Kháng sinh thì chúng ta nên sử dụng các cái dòng kháng sinh mà nó chỉ có tác dụng trên đường hô hấp trên, không nên sử dụng các cái thuốc kháng sinh mà tác dụng trên đường hô hấp dưới. Cái này thì tôi đã nói trong cái bài đầu tiên rồi, các anh chị xem lại nhé.
Và như tôi đã nói, cái ho khan này, cái thuốc đặc trị và hay nhất hiện nay chính là cái Theragen. Cái Theragen này thì nó là cái thuốc chủ đạo điều trị ho khan. Ngoài cái điều trị ho khan, cái Theragen này nó còn dùng có tác dụng an thần, đúng không? An thần. Và tại sao cái Theragen này lại hay được sử dụng ho khan, đặc biệt là ho về đêm? Nếu bệnh nhân mà chúng ta lại bị ho về đêm mà ho khan thì dùng Theragen vô cùng tuyệt vời. Vì sao? Bởi vì thuốc này nó vừa có tác dụng giảm ho, giảm kích ứng, lại có tác dụng an thần. Một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là bệnh nhân bị ho ban đêm chính là do bệnh nhân ngủ không sâu, đúng không? Dẫn đến là bệnh nhân thức giấc, thì bệnh nhân thức giấc thì bệnh nhân ngứa cổ, bệnh nhân ho, thì thuốc này nó vừa giảm ho, vừa giảm kích ứng này, vừa an thần này. Đấy, cho nên là cái thuốc Theragen này là cái thuốc số 1 dành cho ho khan về đêm nha. Và tôi cũng rất thích sử dụng cái Theragen này, kể cả những trường hợp mà không ho về đêm mà ho khan cũng sử dụng Theragen. Nhưng nhược điểm của thuốc này đó là rồi chúng ta sử dụng Theragen thì thông thường chúng ta hay bị buồn ngủ nha, buồn ngủ. Đấy. Vì những cái người mà chúng ta bị ho khan thì các anh chị tư vấn sang dòng các cái thuốc mà kháng histamine thế hệ 2 không gây buồn ngủ, nhưng mà hiệu quả thì nó sẽ không bằng cái Theragen này đâu. Cái liều Theragen thì chúng ta uống 2 viên 2 lần trên ngày. Chúng ta chỉ dùng khoảng 3 ngày, 3 đến 5 ngày nó sẽ hết thôi. Còn ai mà uống trên 5 ngày nó vẫn còn, lẽ là chúng ta cái thuốc này các anh chị có thể tư vấn cho bệnh nhân thêm các cái thuốc ngậm đông y, rất nhiều các thuốc ngậm đông y như bảo thanh rồi vân vân, đúng không? Dê cắp vân vân, tùy anh chị tư vấn thêm. Còn những trường hợp mà bệnh nhân bị ho khan mà lại có sốt ấy, thì các anh chị sử dụng kháng sinh. Và kháng sinh chúng ta nên ưu tiên sử dụng các dòng kháng sinh mà nó có tác dụng trên phần trên của đường hô hấp. Phần trên của đường hô hấp thì chúng ta thấy chúng ta có cái penicillin thế hệ 3, là amoxicillin, là cefalexin, là cefuroxim. Đừng dùng cái kháng sinh thế hệ 3, cephalosporin thế hệ 3 nhé. Cefixim, cefalonia rồi cefuroxim chúng ta để dành cho những khuẩn hô hấp dưới. Còn nếu chỉ những khuẩn hô hấp trên, chúng ta ưu tiên dùng cefuroxim, cefalexin và amoxicillin nhé. Đấy. Vì sao? Vì ho khan thì nó thường thường là do cái nhiễm vi khuẩn gram dương ở bên trên. Đấy, thì chúng ta tư vấn là chúng ta nên dùng các cái dòng kháng sinh cho đường hô hấp trên, đúng không ạ? Và ở đây các anh chị thấy là người ta sử dụng cái Mederone 16, đúng không? Tại sao người ta không sử dụng Alpha Tray? Bởi vì ho khan thì nó có kèm kích ứng, nó kích ứng, đúng không? Đấy. Mà chúng ta biết là Alpha Tray thì nó là không có tác dụng chống dị ứng. Nó chỉ có tác dụng giảm sưng, giảm phù nề, giảm rát họng cho bệnh nhân thôi. Và đó nếu anh chị nào mà kê Alpha Tray vào đây thì nó lại không đạt được cái tiêu chí chống dị ứng, đúng không ạ? Và giờ đây dùng Mederone 16 thì tuyệt vời hơn. Hoặc nếu không có Mederone 16 anh chị sử dụng cái Mecocitin cũng được, đúng không ạ? Và ở đây vẫn ho khan người ta vẫn sử dụng Theragen nhé, Theragen để chống kích ứng, đúng không ạ? Ở đây phối hợp giữa một cái thằng kháng histamine H1 với cả một cái corticoid là một cái phối hợp mà rất hay sử dụng trên ngoài thực tế, đúng không ạ? Có tác dụng chống dị ứng rất là mạnh. Và những cái trường hợp mà sử dụng phối hợp như thế này rồi thì hầu như là không có cơn ho. Ở đây chúng ta không cần dùng thuốc giảm ho, nếu chúng ta dùng Meron 16 chúng ta thấy không cần dùng thuốc giảm ho. Đấy. Nó cũng hết. Đấy là cái đơn mà có trường hợp ho khò sốt thì chúng ta có thể sử dụng cái đơn này để tham khảo. Đấy. Đây là một loạt các cái thuốc viên ngậm ngậm trị ho, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là bảo thanh này, rồi dê cắp này, evica, mai ba xin vân vân. Để chị tư vấn theo cái danh mục trong nhà thuốc anh chị. Một số cái chú ý về ho khan thì các anh chị lưu ý này. Một số cái chú ý, thứ nhất là kể cả ho khan và ho có đờm, cái chú ý chung của nó vẫn là phải uống nhiều nước và uống nước ấm, đừng uống nước lạnh nhé. Đấy, uống nhiều nước. Đấy. Uống nhiều nước sẽ giảm được cơn ho. Nhiều trường hợp chúng ta ho khan là do thiếu nước, cho nên các chị lưu ý là chúng ta uống nhiều nước và để nước ấm. Thứ hai là tránh ở môi trường khô và hanh, tức là cái môi trường mà có điều hòa, là cái môi trường đấy mà bệnh nhân ho khan ở trong cái môi trường có điều hòa thì
sẽ rất là dễ ho, đặc biệt là về mùa nóng mà chúng ta thấy chúng ta hay bật điều hòa, trẻ con ở trong cái phòng điều hòa đấy thì nó môi trường khô và hanh thì nó càng dễ ho. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta ngủ nằm điều hòa chúng ta hay bị ho, là vì vậy nó khô hanh quá cái dịch, cho nên cái đường các dịch tiết đường hô hấp nó phải tiết ra nhiều quá đúng không, và nhiều khi nó quá tải và đường hô hấp nó bị khô quá nó gây ra ho. Thì cái này chúng ta lưu ý là nếu mà chúng ta nằm trong cái phòng điều hòa thì chúng ta duy trì cái độ ẩm cho nó phù hợp, không nên dưới 60% đúng không? Chúng ta dùng các cái dụng cụ mà tạo ra hơi ẩm bán rất nhiều trên thị trường, đặc biệt những nhà có trẻ em người già thì nên hỗ trợ cái đó. Ngoài ra thì chúng ta phải tránh các yếu tố kích thích như khói bụi thuốc lá đúng không? Và đặc biệt nếu chúng ta có chuyên môn thì tôi lưu ý các chị có hai cái vấn đề các chị cần lưu ý đến ho khan rất hay gặp ở nhà thuốc. Đấy. Thứ nhất là những cái trường hợp ho kéo dài thì các chị lưu ý cho tôi. Thứ nhất là một số người sử dụng thuốc huyết áp là nhóm ức chế men truyền đúng không? Là những cái thuốc mà có kết thúc bằng loprin, captopril, enalapril, đây là những cái nhóm thuốc điều trị cao huyết áp, nó gọi là nhóm ức chế men truyền. Tất cả những cái dòng thuốc ức chế men truyền nó đều có tác dụng phụ là gây ho khan. Một số bệnh nhân là ho rất là nhiều, còn một số người thì ít gặp hơn. Như vậy thì chúng ta nếu mà bệnh nhân đến nhà thuốc chúng ta mà người ta bảo tôi bị ho mà ho chữa mãi không khỏi, uống các loại thuốc không khỏi, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái chuyện là bệnh nhân đó có dùng thuốc ức chế men truyền hay không, có bị cao huyết áp mà dùng thuốc này hay không. Nếu mà có thì rất có thể đến 90% là do cái ức chế men truyền này gây ra. Những trường hợp này bắt buộc phải đổi thuốc điều trị cao huyết áp. Và một cái trường hợp thứ hai mà gây ho khan cũng kéo dài các chị cần lưu ý đó là cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Nó cũng gây, các chị có nhìn thấy slide không Có. ạ? Vâng, cảm ơn anh chị. À, tôi đang nói đến cái một số cái chú ý về ho khan. Thì chị chú ý cho tôi hai trường hợp ho khan kéo dài có liên quan đến cái dùng thuốc ức chế men truyền là cái captopril, enalapril, và trường hợp thứ hai cũng gây ho khan kéo dài mà chúng ta ít để ý đó là cái trường hợp trào ngược dạ dày thực quản. Thì nếu trường hợp mà bệnh nhân bị ho khan chúng ta chú ý xem bệnh nhân có nằm một trong hai trường hợp như trên không, đúng không? Thì rất hay gặp ở nhà thuốc nhé. Chủ đề thứ ba tôi đi sang phần ho có đờm, đúng không? Với chủ đề này thì có rất nhiều cái vấn đề liên quan đến chuyên môn chúng ta, hy vọng là các anh chị học xong bài này các anh chị cần nắm được một cái nguyên tắc cơ bản đó và chúng ta ứng dụng trong cái việc chúng ta thực hành lâm sàng. Thứ nhất cái ho có đờm, như tôi đã nói anh chị rằng là ho khan là một cái phản xạ mà thường thường do kích ứng và do kích thích, và khi mà kích ứng kích thích như vậy thì phản xạ ho của chúng ta thường là tống cái di vật ra, nhưng thông thường trong ho khan thì nó không có biết tắc đường hô hấp, do đó cái phản xạ ho khan thì không có tác dụng bảo vệ đúng không? Nhưng ho có đờm thì khác đúng không? Ho có đờm là một cái phản xạ để bảo vệ của chúng ta, bảo vệ chúng ta để lưu thông cái đường hô hấp của chúng ta nó được dễ lưu thông, được dễ dàng thuận tiện hơn. Đấy. Thì cái ho có đờm là gì? Ho có đờm có một cái đặc trưng là nặng ngực và cơn ho kéo theo hoặc giặc đờm. Thì tại sao nó lại có hiện tượng như vậy? Vì khi mà chúng ta đờm ở trong đường hô hấp nó sinh ra thì nó cái biết tắc đường thở, thì cơ thể chúng ta sinh ra cái phản xạ tự nhiên là tống cái dị vật các cái đờm nó ra bên ngoài để khơi thông cái đường thở của chúng ta để chúng ta được thở được dễ dàng hơn. Đấy là cái mục đích của cái ho có đờm. Cũng giống như ho khan, ho có đờm thì không phải là một bệnh mà nó chỉ là một triệu chứng của rất nhiều bệnh khác nhau. Đấy. Nhưng mà chúng ta là dược sĩ chúng ta không có khả năng chuẩn đoán, nên chúng ta chỉ có thể nói ho có đờm thì là cái triệu chứng của một số bệnh ví dụ như là viêm phổi, viêm phế quản, vân vân. Đấy. Về thuốc điều trị ho có đờm, thì phần này có rất nhiều cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi với anh chị, hy vọng là các anh chị không không quên nó, đúng không ạ? Về thuốc điều trị thì đối với cả ho có đờm thì chắc chắn là chúng ta phải dùng kháng sinh nhé. Đấy. Vì nếu mà cái chúng ta nếu có chuyên môn sâu hơn thì chúng ta thấy là nhiều khi là ho có đờm chưa chắc là phải nhiễm vi khuẩn, nhưng đa số là do vi khuẩn gây ra. Tất nhiên nếu mà chúng ta có khả năng nghe tim phổi thì chúng ta cũng có thể phát hiện được cái răng rít ra như thế nào, thì đó chúng ta sẽ suy ra là nó nhiễm virus hay vi khuẩn. Nhưng mà thôi thì chúng ta không chuyên môn đó thì chúng ta cứ mặc định nó là gì, nếu chúng ta không mà không có khả năng đấy thì chúng ta mặc định nó là do nhiễm khuẩn. Mà thông thường thì khi chúng ta ho có đờm mà đờm xanh đờm vàng thì thường thường nó là gì,
là nhiễm khuẩn rồi. Đối với các bệnh về đường hô hấp, khi mà chúng ta bị đờm màu xanh màu vàng hoặc nước mũi chúng ta chảy ra mà có màu xanh màu vàng thì những trường hợp đó là có nhiễm trùng nhé. Và đây là nhiễm vi khuẩn và mặc định là chúng ta phải dùng kháng sinh. Đấy. Và như vậy thì đối với cả ho có đờm thì chúng ta phải sử dụng kháng sinh là cái thuốc đầu tay nhé, thuốc đầu tiên chúng ta nghĩ đến. Thế thì khi ho có đờm thì các anh chị chú ý cho tôi, có thể nhớ là đối với nhà thuốc thì các anh chị nhớ cho tôi có thể bốn cái nhóm thuốc chúng ta cần nhớ nhé đối với điều trị hô hấp. Thứ nhất là Aumentin, đấy là cái thuốc số 1 chúng ta cần phải lưu nhớ trong đầu nhé. Aumentin là cái số 1. Thứ hai là Cephalosporin thế hệ 2 và 3, là Cefuroxim, là Cefixim, là Cefuroxim, là Cefbinia. Đừng dùng cái Cefalexin thế hệ 1, vì chúng ta bị ho có đờm là thường thường bị nhiễm khuẩn hô hấp dưới. Nhiễm khuẩn hô hấp dưới thì chúng ta phải dùng các kháng sinh thế hệ 3 và 2, đúng không? Và Aumentin. Những người nào mà bị chúng ta bị dị ứng với cả beta-lactam chúng ta phải dùng azithromycin, đúng không? Và cuối cùng một cái nhóm kháng sinh nữa các chị đừng quên, đó chính là quinolone hô hấp. Trong cái phần lựa chọn kháng sinh cho nhiễm khuẩn hô hấp thì tôi đã nói rất kỹ trong bài 1 rồi. Đề nghị các anh chị là xem lại, đúng không? Khi nào thì chúng ta dùng azithromycin, khi nào thì chúng ta dùng Aumentin, và khi nào thì chúng ta dùng levofloxacin hoặc là mosifloxacin nhé. Bài 1 tôi đã phân tích rất là kỹ, một bài mà chúng ta dành hàng tiếng đồng hồ cho nó nói về lựa chọn kháng sinh nhiễm khuẩn hô hấp. Thì hôm nay tôi nói lại thôi, đúng không ạ, để chị khỏi quên, là những trường hợp mà chúng ta hệ miễn dịch chúng ta hoàn toàn bình thường và trước đó trong vòng 3 tháng trước đó mà chúng ta không dùng kháng sinh nào hoặc chúng ta không bị nhiễm trùng thì cân nhắc đầu tay sử dụng là Macrolide, ở đây là azithromycin. Còn nếu trong vòng 3 tháng gần đây mà tính đến thời điểm chúng ta chỉ định dùng kháng sinh mà chúng ta lại bị nhiễm trùng hoặc chúng ta có sử dụng kháng sinh thì chúng ta không thể sử dụng azithromycin được. Chúng ta phải sử dụng các cái dòng beta-lactam hoặc là quinolone hô hấp. Và hiện nay thì khi mà các anh chị thấy rất nhiều cái đơn thuốc và bác sĩ người ta kê ra thì bệnh thường thường bác sĩ người ta khám, người ta hỏi bệnh không kỹ, người ta lại cho rằng là ở nhà thông thường đã dùng kháng sinh rồi, đúng không? Hoặc ở tuyến dưới đưa lên thì thông thường người ta cho rằng là bệnh nhân đã dùng kháng sinh rồi, và lúc đó người ta mặc định ta kê kết hợp giữa beta-lactam và Macrolide. Các chị xem lại bài 1 nhé. Hôm nay tôi muốn đề cập sâu hơn một số các cái thuốc khác mà bài 1 chưa cơ hội tiếp cận, đúng không? Đó là cái thuốc chống viêm. Thế thì thuốc chống viêm chúng ta thường có hai cái loại, ba loại, đúng không? Thuốc chống viêm dạng men, chống viêm NSAID và chống viêm corticoid. Thì trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, các anh chị chỉ cần nhớ cho tôi thuốc chống viêm corticoid thôi. Hai loại chống viêm kia là không có tác dụng gì cả. Cho nên các anh chị yên tâm là không cần nghĩ đến nó. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến corticoid là được rồi. Mà corticoid các chị chỉ cần nhớ cho tôi hai cái thuốc thôi, là metin, prednisolone và betamethasone. Hôm trước về bài thuốc chống viêm corticoid tôi cũng đã phân tích rất là sâu rồi về cái corticoid này thì chúng ta nên dùng loại nào, đúng không ạ? Đề nghị các chị xem lại. Nhưng bữa nay với bài hô hấp thì chúng ta chỉ ứng dụng hai cái thuốc là metin, prednisolone và betamethasone thôi nha. Và các chị nên sử dụng cái metilprednisolone cho người lớn vì nó tác dụng nhanh hơn betamethasone. Betamethasone, xin lỗi, betamethasone nhé. Người đấy viết nhầm. Betamethasone thì nó một cái ưu điểm đó là nó không đắng, nên dùng cho trẻ em thì nó tốt tiện hơn. Nhưng tác dụng của nó sẽ không nhanh bằng metilprednisolone, nhưng mà nó lại kéo dài hơn metilprednisolone nhé. Đối với cái thứ ba, cái thuốc tan đờm này thì là tôi chưa nói với các chị bao giờ cả, đúng không? Thuốc tan đờm này về điều trị nhiễm khuẩn hô hấp thì có khoảng 6 thuốc, nhưng mà sử dụng phổ biến nhất thì tôi chỉ nêu ra 4 thuốc thôi nha. Thuốc tan đờm hay long đờm, đúng không? Thứ nhất là acetylcysteine, thuốc là tiêu chất nhầy, đúng không? Tan đờm, đúng không? Carbocysteine, bromhexin và ambrosone. Bốn cái hoạt chất này đều có tác dụng là gì ạ?
đều có tác dụng là nó làm tan đờm, làm cái chất nhầy, cái đờm của chúng ta nó loãng ra, và theo cái phản xạ hao ho là nó sẽ tống ra ngoài đường hô hấp, đúng không? Đấy là cái mục tiêu của cái thuốc tan đờm này, đúng không? Và chúng ta nhớ là có một cái nhóm thuốc cuối cùng, thuốc giảm ho. Thuốc giảm ho thì chúng ta hay có cái codeine và dextromethorphan. Quan điểm của tôi thì tôi lại rất thích, không thích sử dụng thuốc giảm ho, đúng không? Thuốc giảm ho thì chúng ta chỉ sử dụng khi mà nó gì ạ? Khi mà nó ho quá nhiều, ho ảnh hưởng đến sinh hoạt ngủ, đúng không? Ngủ nó cũng ho, nằm nó cũng ho, ăn nó cũng ho, thì lúc đó bắt buộc chúng ta dùng thuốc giảm ho. Nhưng bản thân tôi thì tôi cũng không thích dùng thuốc giảm ho một chút nào, bởi vì chúng ta có một cái thuốc rất là lợi hại, đó là cái thuốc chống viêm. Khi chúng ta uống thuốc chống viêm thì cơn ho sẽ mất rất là nhanh nhé, không cần dùng đến thuốc giảm ho. Đặc biệt là cái methylprednisolone, prednisolone chị uống vào chúng ta thấy nó hết ho ngay, đúng không? Và ở đây tại sao lại tôi không thích dùng thuốc giảm ho, vì sao? Bởi vì trong cái ho có đờm ấy, thì cái đờm nó khi nó tiết ra hoặc là nó loãng ra đấy, thì chúng ta phải gì ạ? Có phản xạ ho để tống cái đờm nó ra ngoài. Còn nếu chúng ta dùng thuốc giảm ho thì sao? Thì cái đờm nó sẽ diện lưu giữ ở trong đường hô hấp, và nó làm cái tổ, nó là cái nơi để cho vi khuẩn virus nó tiếp tục sinh sôi nảy nở, làm cho bệnh chúng ta nặng lên. Đấy. Cho nên là trong cái điều trị ho có đờm chúng ta, tôi cũng không thích dùng thuốc giảm ho nhé. Mà tôi hay sử dụng thuốc tan đờm nhiều hơn. Đấy. Ở đây có một cái nghịch lý mà các chị cũng cần phải nắm được, đúng không? Đó là không bao giờ người ta kê một cái thuốc giảm ho, một thuốc tan đờm trong một cái đơn cả. Đấy là một cái điều, nếu mà chị nào nhìn thấy bác sĩ nào kê như vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Hết sức cẩn thận. Vì sao? Vì tất cả những cái acetylcysteine, carbocysteine, bromexin hay là ambrosol, khi chúng ta sử dụng vào thì cái đờm chúng ta nó sẽ loãng ra, đúng không? Và chúng ta cần một cái phản xạ ho để tống cái đờm nó ra bên ngoài, đúng không? Và nếu chúng ta sử dụng codeine hay dextromethorphan vào trong cái đơn mà có những cái thuốc tan đờm trên, thì cái đờm nó sẽ không được tống ra ngoài, đúng không? Sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân nhé. Do đó là chúng ta thấy là không nên kê thuốc tan đờm và thuốc giảm ho trong một đơn nhé. Còn nếu mà chúng ta định sử dụng thì chúng ta phải có cách, đúng không? Và cách như thế đó về mặt thời gian để làm sao mà gì ạ? Cái thuốc tan đờm này nó khi nó loãng đờm ra thì chúng ta phải có phản xạ ho, còn nếu không có phản xạ ho thì rất là nguy hiểm nhé. Và ở đây tôi nhấn mạnh thêm chị, chắc là các chị ít được người ta có người nói cái điều này, trong bốn thuốc tan đờm này thì chúng ta nên sử dụng cái nào? Tôi khuyến khích anh chị sử dụng bromixin và ambrosol, còn hai thuốc đầu không nên sử dụng. Vì sao? Ở đây chúng ta thấy là trong ho có đờm thì thông thường là nhiễm trùng, và hai cái thuốc cuối là bromixin và ambrosol thì khi sử dụng thì nó làm cho nồng độ kháng sinh tại mô tăng lên, tức là hai cái thuốc cuối cùng nó có tác dụng làm tăng tác dụng của kháng sinh, nên tôi rất thích sử dụng hai cái thuốc cuối kết hợp với kháng sinh để tăng tác dụng kháng sinh, nó làm cho nồng độ kháng sinh tại mô tăng lên rất là nhiều. Đấy. Và đây là một cái tác dụng hiệp đồng, có tác dụng hiệp đồng cộng rất là hay mà chúng ta nên tận dụng. Nếu anh chị nào sử dụng acetylcysteine hay carbocysteine thì tác dụng của kháng sinh không tăng lên nhé. Còn nếu sử dụng bromexin hay ambrosol thì tác dụng của kháng sinh sẽ tăng lên. Đó chính là lý do vì sao mà tôi thích sử dụng bromexin và ambrosol. Hơn nữa, bromexin và ambrosol nó còn cái chỉ định của nó thì có thể rộng hơn so với cả acetylcysteine và carbocysteine. Chúng ta nhớ là cái thuốc tan đờm này thì không sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Nhưng nếu mà cần sử dụng thì chúng ta có lẽ sẽ sử dụng được bromixin. Đây là một số cái chú ý về thuốc điều trị ho có đờm. Thì tất cả những vấn đề tôi đã lưu ý thì hy vọng các chị nắm được nha. Đây là một cái thuốc viên ngậm nhưng nó lại có ambrosol, tức là một cái thuốc làm tan đờm, đúng không? Tăng tác dụng kháng sinh, hàng strepsin, dùng cho trị ho và viêm họng, đúng không? Về điều trị cái ho có đờm thì cũng khá là đơn giản các chị ạ. Thông thường trong một cái đơn điều trị ho có đờm thì người ta sử dụng dòng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3, đúng không? Như cefixim hoặc là cefuroxim hoặc là cefuroxim hoặc là cefdinir.
hoặc là Aumentin. Đấy, cách nào cũng được. Nhưng thông thường thì nếu mà theo FDA hướng dẫn thì chúng ta nên sử dụng cái Aumentin sẽ là chuẩn nhất, đúng không? Còn nếu anh chị nào ở nhà thuốc nào mà chúng ta từ trước tới giờ chúng ta vẫn quen bán CVC cũng được, không đến nỗi tệ lắm, đúng không? Và thứ hai là cái Meradol 16, đúng không? Thì chúng ta uống vào buổi sáng sau ăn, uống tắt 2 viên vào buổi sáng sau ăn. Nguyên tắc corticoid là uống buổi sáng sau ăn, đúng không? Bisulfong chính là bromhexin. Khi dùng bromhexin ở trong một cái đơn mà có kháng sinh thì làm cho nồng độ kháng sinh tại mô tăng lên, đúng không? Tăng lên và từ đó nó làm cho tác dụng điều trị của kháng sinh mạnh hơn và sẽ nhanh khỏi hơn, đúng không? Ở đây chúng ta lưu ý là khi chúng ta dùng Meron thì bệnh nhân sẽ đỡ được ho đi rất là nhiều. Cứ uống cái corticoid này vào bệnh nhân sẽ đỡ ho đi rất là nhiều. Đấy. Cho nên là những cái trường hợp mà trẻ em các chị có thể vận dụng cái nguyên lý này để chúng ta uống trước khi ăn khoảng 0,5 đến 1 giờ gì đó để cho trẻ con nó khỏi bị ho, ăn uống nó dễ hơn, nó đỡ nôn hơn, đỡ chớ hơn, đúng không? Và thứ hai là có một cái đặc điểm nữa, nếu anh chị nào mà chưa sử dụng cái thuốc tan đờm này nhiều thì chúng ta lưu ý là bisulfong hay là ambrosol thì khi chúng ta uống vào trong vòng khoảng 0,5 đến 1 giờ đầu bệnh nhân sẽ ho rất nhiều. Ho rất nhiều. Đây là một cái chúng ta cần đáng chú ý. Vì sao nó lại ho rất nhiều? Vì nó làm tan đờm và loãng đờm, lúc này chúng ta cần có phản xạ ho để gì ạ? Để tống các cái chất đờm ra bên ngoài. Đấy. Khi mà chúng ta bị ho rất nhiều, chúng ta tống được chất đờm ra bên ngoài thì chúng ta sẽ cảm thấy đỡ ho thì rất là nhanh. Còn sau khoảng 4 đến 5 tiếng sau thì bệnh nhân cảm thấy là đỡ ho thì rất nhiều. Như vậy chúng ta cần nhớ khi sử dụng bisulfong và ambrosol trong vòng khoảng 1-2 tiếng đầu bệnh nhân sẽ ho rất là nhiều. Nhưng cái ho này là chúng ta thấy là ho do thuốc. Đấy. Và sau khoảng 4-5 tiếng thì bệnh nhân sẽ đỡ ho rất nhiều. Rất nhiều người là bảo ô tại sao uống thuốc này vào nó lại ho nhiều thế? Cái tác dụng của nó là như vậy. Trong những cái trường hợp mà như là tôi đã nói là sức đề kháng của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, đúng không? Và trong vòng 3 tháng trước tư vấn sử dụng azithromycin nha. Yeah. Azithromycin thì hôm trước tôi đã nói rồi, có hai cái chế độ dùng, một cái là chế độ dùng ngày đầu 500, 4 ngày sau 250. Nhưng mà cách dùng đó hiện nay có vẻ như là nó không hiệu quả. Còn cái phác đồ điều trị 5 ngày dùng 5 viên, đúng không ạ? Mỗi ngày một viên 500, đấy, uống sau ăn 2 tiếng. Và chúng ta lưu ý là azithromycin này nhiều cái chế phẩm người ta cho phép chúng ta uống sau ăn luôn thì không cần sau ăn 2 tiếng nha, nên chúng ta lưu ý. Nhưng nếu mà azithromycin bào chế ở dạng bình thường không có gì đặc biệt thì chúng ta uống đó. Còn nếu mà một số cái chế phẩm mà Zithromax chẳng hạn thì người ta có khuyến cáo là uống ngay sau ăn cũng được, không vấn đề gì nha. Vicoxitin thì là cái corticoid rồi, nó rất là phổ thông và chúng ta đã biết rất là nhiều về nó, đúng không? 48 giờ sáng sau ăn. Và ambrosol, đấy, ambrosol cũng giống như bromhexin, khi sử dụng nó làm tăng tác dụng kháng sinh. Đồng thời khi sử dụng ambrosol thì khoảng 1-2 giờ đầu bệnh nhân ho lên rất nhiều và sau đó khoảng 4-5 tiếng thì đỡ ho rất là nhiều. Đấy là cái chúng ta cần lưu ý. Về cái chú ý ở đây thì các chị lưu ý cho tôi, ho khan các anh chị sử dụng kháng histamine, đúng không ạ? Ở đây là telangen. Nhưng ho có đờm tuyệt đối không được sử dụng. Vì ho có đờm mà chúng ta sử dụng cái kháng histamine thì histamine nó có tác dụng kháng choline, nó làm cho cái diện cái đờm của chúng ta bị đặc quánh lại, bệnh nhân không khạc, không 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 tống được ra bên ngoài và làm cho ngày một nặng thêm. Nếu người nào bị ho có đờm mà dùng kháng histamine thì rất vô cùng khó chịu nhé. Vô cùng khó chịu vì đờm nó đặc, nó quánh ở trong phổi và chúng ta không làm thế nào để khạc để tống nó ra ngoài được. Nó lưu ý là không được sử dụng cái kháng histamine để ho có đờm. Ở đây rất nhiều người bán non, tôi gọi là bán non, vì sao? Vì cứ nghĩ ho là nó kích ứng là chị sẽ phối hợp kháng histamine vào trong cái thuốc ho có đờm, hoàn toàn sai lầm về mặt chuyên môn nha. Không được phép phối hợp kháng histamine vào trong ho có đờm. Và thứ hai là trong một cái đơn thuốc mà không nên phối hợp thuốc giảm ho và tan đờm trong chung một đơn thuốc. Cái này thì tôi không biết là Việt Nam mình tại sao người ta lại phối hợp cái thuốc giảm ho và tan đờm trong cùng một chế phẩm. Rất nhiều chế phẩm mà lại phối hợp cả giảm ho và tan đờm trong cùng một chế phẩm. Ví dụ như tectin codein, đúng không ạ?
Tepin thì là tam đơn, codein thì giảm ho. Tại sao lại phối hợp tepin codein trong cùng một đơn? Hoặc nếu anh chị nào để ý chúng ta thấy cái atusin ấy, cũng là phối hợp giảm ho tam đờm và histamine ở bên trong. Cái đó thì chúng ta thấy là không nên, tôi thực sự thấy là không nên. Mà tôi chỉ thấy ở Việt Nam mình phối hợp như vậy, ở thế giới ta chả có thể phối hợp như vậy cả. Chị lưu ý nhé, đây là cái khuyến cáo của cả bên nước ngoài ta sử dụng chứ không phải của Việt Nam. Chả biết các nhà quản lý dược của Việt Nam mình theo cái quan điểm nào mà lại cho lưu hành cái chế phẩm vừa phối hợp giảm ho tan đờm với nhau, thì cái này thì tôi cũng chưa hiểu được là vì sao người ta lại cho phép như vậy, chắc có một lý do gì đó. Rất nhiều người băn khoăn là cái điều tôi nói là chỉ sử dụng cái thuốc chống viêm cho chống viêm corticoid cho ho có đờm mà không sử dụng alpha chymotrypsin, thì người ta đã thấy rằng là cái alpha chymotrypsin trong ho có đờm nó chẳng có tác dụng gì cả, cho nên là tốt nhất là anh chị không nên sử dụng, vừa tốn tiền của bệnh nhân, tốn tiền của xã hội mà không được thêm cái gì, thậm chí gặp nhiều tương tác thuốc. Đây là cái chúng ta cần lưu ý. Từ 2017 người ta đã nói rằng là alpha chymotrypsin không có tác dụng gì trong cái việc điều trị ho có đờm. Ho khan thì chúng ta sử dụng với mục đích là giảm sưng, giảm giãn họng thôi, còn ho có đờm chúng ta dùng không có tác dụng gì cả. Và đây cũng là một cái chúng ta cần lưu ý. Tôi lại thấy ở Việt Nam mình một số cái nó lại hơi lạ. Salbutamol cùng với cả các cái thuốc tan đờm đâu. Nhưng mà Việt Nam mình lại phối hợp rất là nhiều. Đấy. Phối hợp rất là nhiều và lại rất là phổ biến. Ví dụ như Son Múc Bồ Rôn Trô, đúng không? Phối hợp giữa carbocysteine và salbutamol. Phối hợp nhưng Việt Nam mình thì lại có. Thì hiện nay cục quản lý dược người ta cũng 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 bắt nhập cái thông tin này rồi, và người ta yêu cầu là những cái đơn vị nào mà kinh doanh sản xuất cái thuốc mà phối hợp giữa salbutamol và các cái thuốc tan đờm thì đề nghị cung cấp các bằng chứng lâm sàng để chứng minh rằng là cái phối hợp này nó hiệu quả thì mới cho lưu hành. Đấy. Thì nói chung thì theo tôi các chị không nên sử dụng các cái chế phẩm mà phối hợp giữa salbutamol và các cái thuốc mà làm tan đờm loãng đờm. Về cái chống chỉ định của acetyl cysteine thì rất nhiều các anh chị ở nhà thuốc, tôi nói lại là rất nhiều các anh chị sai lầm và chúng ta đang dùng sai. Và cái acemook của chúng ta thì trước kia sử dụng cho trẻ em dưới 2 tuổi được, nhưng bây giờ thì tuyệt đối là không nha. Đây là tôi trích trong dược thư 2018. Trẻ em dưới 2 tuổi không được sử dụng cái acetyl cysteine này. Không được sử dụng luôn. Rất nhiều người bảo ô, em thấy đơn của bác sĩ kê ra, đơn bác sĩ kê ra chị gọi điện lại xem bác sĩ kê đúng chưa. Nhiều khi bác sĩ kê theo cái chỉ 2 tuổi nhé. Cái ambroxol thì nó lại không chống chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi đúng không? Đấy, nhưng mà trong dược thư thì lại không có cái liều dùng cho trẻ em dưới 5 tuổi. Đấy. Cho nên cái ambroxol thì cũng là một cái dấu hỏi đúng không? Và khi tôi khảo sát các cái chế phẩm trên thị trường thì tôi thấy Ambrosol vẫn có chế phẩm người ta dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Cho nên là chúng ta cũng có thể sử dụng được Ambrosol cho trẻ dưới 2 tuổi. Còn cái Bromixin thì dược thư không có chống chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi. Như vậy thì nhưng người ta lại có cái phần thận trọng, người ta lại nói là phải thận trọng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Như vậy thì đối với trẻ em dưới 2 tuổi, các anh chị có thể cân nhắc sử dụng hai cái biệt dược chính, đúng không? Là cái biệt dược bisulfong và cái halison, tức là ambroxol nha. Chứ không nên sử dụng cái acetyl cysteine, người ta đã khuyến cáo rồi và chúng ta lại vi phạm thì không nên. Mà hai cái ambroxol và bisulfong khi chúng ta sử dụng thì nó lại gì ạ? Nó lại có tác dụng tăng tác dụng kháng sinh nữa. Thì tội gì chúng ta phải sử dụng acimuc làm gì nha. Tôi không cổ súy, tôi không cổ vũ cho cái việc chúng ta cho cái hãng bisulfong cũng như là halison đâu, nhưng mà đây tôi đang nói trên cái quan điểm trung lập nhé, là chúng ta nên sử dụng bisulfong và halison. Một số cái chú ý thì tôi đã nêu đây rồi, anh chị tham khảo thêm. Chủ đề 4 là viêm xoang. Cái vi khuẩn nó gây ra viêm xoang thì cũng gần giống như cái đường hô hấp dưới, cho nên cách điều trị của nó gần giống như như ho có đờm. Cho nên là chị thấy là nó cũng khá là đơn giản, đúng không ạ?
Đại cương viêm xoang là tình trạng viêm các niêm mạc lớp bên trong các xoang. Đó. Chúng ta có rất nhiều các loại xoang. Anh chị học giải phẫu thì anh chị biết rồi. Thì các anh chị xem lại trên mạng rất nhiều các cái giải phẫu và cái cấu tạo. Chúng ta muốn biết loại xoang nào chúng ta tra trên Google có hết nhé. Thứ hai thì chúng ta phân biệt viêm xoang cấp và viêm xoang mãn tính. Cấp tính thì chúng ta thấy là nó thường kéo dài dưới 3 tuần nhé. Dưới 3 tuần và cái triệu chứng của nó rất là rầm rộ đúng không ạ? Rầm rộ và đau thì dữ dội, chảy nước mũi, sốt, đúng không? Ngạt và tắc về đêm. Còn viêm xoang mãn tính thì những người nào mà viêm xoang thì không rầm rộ như là viêm xoang cấp tính đúng không? Nhưng mà nó cũng gây rất là gây khó chịu cho bệnh nhân, từ mệt mỏi, ngạt tắc mũi rồi chảy nước mũi đúng không? Hầu như bệnh nhân trường hợp này người ta không có sốt, viêm xoang mãn thì ít sốt. Nguyên nhân thì đứng đầu bảng sẽ là do vi khuẩn nha. Ngoài ra do virus đấm và dị ứng, do đó là các trường hợp viêm xoang mà chúng ta xác định nó do vi khuẩn, đa số nó là vi khuẩn thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến kháng sinh. Thế thì để điều trị cái viêm xoang này thì chúng ta thấy là người ta sử dụng kháng sinh và cái sử dụng của nó gần giống như ho có đờm. Tuy nhiên là trong ho xoang người ta có thể sử dụng thêm các cái thuốc kháng histamine để người ta gì ạ, để người ta làm giảm cái hiệu chứng sổ mũi, ngạt mũi nha, nhưng mà không khuyến khích. Đây là một cái đơn thuốc điều trị viêm xoang cấp tính nha. Viêm xoang cấp tính cái kháng sinh lựa chọn tốt nhất hiện nay chính là Aumentin nha. Tôi phải nói khẳng định luôn với chị, nhiễm khuẩn hô hấp dưới Aumentin vẫn là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Đấy. Chúng ta thấy hay sử dụng cefixime hoặc là cefuroxim, nhưng mà hiện nay khảo sát cái mức độ kháng thuốc người ta vẫn lựa chọn Aumentin là lựa chọn số 1 nha. Và tức là Aumentin chính là amoxicillin kết hợp với axit clavulanic. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta không nên sử dụng Aumentin thường mà chị nên sử dụng Aumentin SR, tức là Aumentin giải phóng kéo dài. Đấy. Trong cái bài thuốc giải phóng kéo dài tôi đã đề cập đến Aumentin rồi nha. Đấy. Aumentin giải phóng kéo dài điều trị viêm xoang cấp tính rất tốt nha. Đấy. Cái alpha choy, cái meloxicam viêm xoang thì nó có sưng, nó phù nề thì anh chị sử dụng alpha choy cũng được, và meloxicam cũng có tác dụng chống viêm, chống phù nề. Ở đây cái Tenfast HD 180 đây là một cái thuốc mà nó có tác dụng gì ạ, chống sổ mũi, ngạt mũi đúng không? Đấy, chống sổ mũi, ngạt mũi. Thì chúng ta lưu ý là cái thuốc này nó cũng theo cái cơ chế kháng colin, tức là nó khi chúng ta sử dụng là nó sẽ có hiện tượng là gì ạ, làm cho cái đờm cũng như cái dịch tiết nó bị khô lại và khó khạc ra ngoài. Cho nên là cái Tenfast HD 180 mà triệu chứng bệnh nhân không nặng chúng ta không nên sử dụng. Đấy. Ngoài ra thì cái ngoài những cái đơn này ra, cái thuốc này ra, các chị phải tư vấn cho bệnh nhân các cái thuốc gì ạ, xịt mũi, rửa mũi đúng không? Không nên là chúng ta chỉ bán mỗi thuốc này không, nên tư vấn các loại thuốc xịt mũi NaCl vân vân đúng không? Để chúng ta thấy cho vệ sinh cái mũi, cái xoang người ta ra thì nó mới khỏi được đúng không? Và chúng ta lưu ý là điều trị viêm xoang nó khó bởi vì là các cái hốc, các cái xoang thường thường kháng sinh ngấm lên nó rất là khó, mà cái thời gian điều trị lại kéo dài, không giống như là các điều trị nhiễm khuẩn khác từ 5 đến 7 ngày. Viêm xoang ở đây là thường thường là dùng dài cho nên là bệnh nhân khó tuân thủ điều trị, mà khó tuân thủ điều trị thì lại rất là hay bị kéo dài và mãn tính nha. Đấy là cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và nếu bệnh nhân bị mãn tính thì chúng ta nên sử dụng cái levofloxacin, tức là quinolone hô hấp này để điều trị cho trường hợp mãn tính. Đấy, cái liều chúng ta ở đây chúng ta thấy liều dùng là 2 viên 500 trên ngày là liều tương đối cao, và khi bệnh nhân dùng cái levo liều cao như vậy thì tương đối là mệt mỏi nha, tương đối mệt mỏi và đau nhức xương khớp, vì cái này nó gây viêm gân đất gân axin đúng không? Đấy, chúng ta lưu ý nhé, cái levo này nếu chúng ta dùng mà cái liều như thế này rồi thì nó tương đối là mệt mỏi cho bệnh nhân, rất là khó chịu đấy, vì cái liều của nó cao. Nếu mà chúng ta dùng liều 500 thì hiệu quả sẽ thấp hơn, tuy nhiên bệnh nhân sẽ đỡ phải chịu các cái triệu chứng đau nhức xương khớp vân vân. Tenfast HD 180 thì tôi đã nói rồi, chúng ta cân nhắc nếu bệnh nhân các cái triệu chứng sổ mũi, ngạt mũi nó nhiều có thể tư vấn sử dụng, còn nếu mà không ít thì bỏ. Đấy. Mucosolvan chính là cái ambrosol đúng không? Ở cái trường hợp bị viêm xoang mãn tính thì thông thường
cái đờm dãi hoặc là các cái chất nhầy trong xoang nó rất là nhiều. Chúng ta có thể tư vấn Ambroxol hoặc Bromexin để gì ạ? Để cho cái chất nhầy nó bị lỏng ra, nó bị chảy ra ngoài hoặc là nó thông khứ ra bên ngoài, đúng không? Ở đây chúng ta thấy một cái thiếu một cái nhóm thuốc, đó là nhóm thuốc gì chị có để ý không ạ? Thiếu một cái nhóm thuốc đó là cái nhóm corticoid rất là quý, đúng không? Là bởi vì là cái nó có tác dụng cơ chế khác hẳn với những kháng sinh khác, cho nên là nếu là kháng sinh beta-lactam và macrolide thì chưa chắc nó bị kháng levofloxacin. Cho nên đây chính là cái lý do vì sao mà người ta lại lựa chọn levofloxacin cho điều trị viêm xoang mãn tính. Vì nên người ta lý luận rằng là ở những người mà điều trị viêm xoang cấp tính, người ta đã dùng kháng sinh rồi. Ở đây hay dùng nhất là beta-lactam và macrolide, nên bây giờ người ta chuyển sang mãn tính, người ta dùng cái levofloxacin, tức là dùng một cái kháng sinh có cơ chế tác dụng khác hẳn với cả macrolide và beta-lactam. Đó, đó chính là lý do vì sao mà người ta lại thích dùng levo cho trường hợp mãn tính. Và khi đã dùng levo rồi thì tuyệt đối không được dùng corticoid trong đơn. Đấy là cái lý do. Tương tự như vậy, các anh chị cũng phải bán tư vấn các cái thuốc xúc xịt mũi vân vân dùng kèm ở đây. Chủ đề cuối cùng là nhiễm khuẩn hô hấp tái phát. Thế thì chúng ta thấy có rất nhiều người là cái bệnh về đường hô hấp nó cứ tái đi tái lại nhiều lần, thì chúng ta nên tư vấn như thế nào? Thì chúng ta thấy là có rất nhiều các cái thuốc hỗ trợ của chúng ta trong cái điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, trong đó có cái thymomodulin. Nhưng cái thymomodulin hiện nay thì tôi được biết nó vẫn là thực phẩm chức năng, chưa gọi là thuốc. Cho nên là quan điểm của tôi thì anh chị biết rồi, đã là thực phẩm chức năng thì tôi hít khi tôi có xu hướng sử dụng. Mà cái này nó cái thymomodulin này nó kê vào trong cái đơn, nó chủ yếu vì cái lợi nhuận hoặc là về cái doanh số thôi, chỉ còn về mặt tác dụng thì ít lắm. Đặc biệt là trong cái đơn điều trị về da liễu, chúng ta thấy cái thymomodulin rất nhiều, nhưng mà hiệu quả của nó thì với bệnh nhân nghèo chị bỏ vào đấy đi cũng được, tôi nghĩ là không có hiệu quả đâu. Còn cái broncovasom này thì nó đã là thuốc rồi nhé. Vitamin C cũng là thuốc. Vinaga thì nó là thực phẩm chức năng. Ở đây cái tìm cái vitamin A để tư vấn sử dụng tương đối khó, cho nên anh chị dùng một cái Vinaga, đó là cái tiền chất của vitamin A cũng được. Thì anh trên nhá dài thì đau mắt là cô hay để chỉ để rửa mắt thôi, nó để nó mũi này. Đây là một cái đơn tham khảo để tăng cường miễn dịch. Đó là chúng ta sử dụng 4 Broncovasom 7 mg. Chúng ta có loại gói dành cho trẻ em nha. Người lớn chúng ta dùng cái Broncovasom 7 mg 30 gói nhá, 30 viên hoặc 30 gói. Chúng ta uống một viên trên ngày nhân 10 ngày nhân 3 tháng, có nghĩa là mỗi một tháng chúng ta và chúng ta lại nghỉ 20 ngày, sau đó lại uống 10 ngày, lại nghỉ 20 ngày và lại uống 10 ngày, nghỉ 20 ngày, kéo dài trong 3 tháng như vậy. Đấy là cái broncovasom. Thì cái này nó chính là các cái con vi khuẩn đã được ly giải. Chúng ta uống broncovasom chính là chúng ta đang uống vaccine đấy nhé, uống các cái sản phẩm của con vi khuẩn, cái xác con vi khuẩn. Nói nôm na như vậy thì anh chị dễ hiểu. Khi chúng ta thấy là các cái con vi khuẩn, cái xác con vi khuẩn hoặc các cái sản phẩm phân hủy của con vi khuẩn đưa vào trong cơ thể, thì cơ thể chúng ta nhận diện ra, à đây có thể là vi khuẩn, và chúng ta sinh ra kháng thể để diện để tiêu diệt vi khuẩn. Đây chính là cái cơ chế mà cái broncovasom nó đang hoạt động. Nó không khác gì chúng ta tiêm vaccine nha. Nhưng mà ở đây là vaccine đường uống nha, gọi nôm na là vaccine đường uống. Những người nào mà bị nhiễm khuẩn hô hấp tái phát, tái đi tái lại nhiều lần thì nên cân nhắc sử dụng broncovasom. Nó là thuốc đấy nha. Tương tự như vậy, cái vitamin C nó có tác dụng tăng cường sức đề kháng. Liều đây là liều tương đối cao, cho nên chúng ta lưu ý là uống một viên trên ngày, uống buổi sáng, vì vitamin C gây mất ngủ nha. Và vitamin C này, những người nào bị sỏi thận thì chú ý uống vitamin C, pH của nước tiểu nó hạ xuống nó làm canxi oxalat kết tủa trong đường niệu và gây sỏi thận nha. Vinaga thì chúng ta thấy bán rất nhiều ở nhà thuốc, chúng ta có thể tư vấn ở đây. Mặc dù nó là thực phẩm chức năng thì là chúng ta thấy là cái kiếm cái vitamin A không phải là dễ nha. Chúng ta nên sử dụng Vinaga rất là dễ trong nhà thuốc. Thường Vinaga người ta uống, người ta phải nghỉ chứ không uống liên tục được nha. Ngoài cái sản phẩm Broncovasom thì tôi giới thiệu chị thêm một cái thuốc tăng cường miễn dịch khác, đó chính là cái Immubron.
Nó cũng giống như cái là cái bronchovasom, là do một hãng khác sản xuất, đây là của Ý nha, cũng là chất ly giải vi khuẩn đông khô, thì nó cũng là cái vaccine để uống thôi nha. Thì cái này nó cũng là thuốc, không phải thực phẩm chức năng, nhưng mà cái imuprofen này nó mới xuất hiện, còn bronchovasom nó xuất hiện lâu rồi. Và cái sản phẩm của imuprofen này thì nó lại là viên ngậm dưới lưỡi nha. Đấy. Và nó uống trước ăn sáng, thì đấy là cái imuprofen này. Thì anh chị biết, anh chị nào mà có nhập được cái này thì chúng ta cũng biết nó có thêm ngoài cái bronchovasol. Đó là toàn bộ cái nội dung bài trao đổi ngày hôm nay. Đấy, tôi xin kết thúc cái phần trao đổi ngày hôm nay ở đây. Không biết là các anh chị có câu hỏi hay là có muốn trao đổi cái gì thêm. Có Vâng, em thưa thầy ạ, thầy cho em hỏi một câu ạ. vâng Vâng, lúc trước thầy bảo là không bao giờ kê trong một đơn thuốc thuốc tan đờm và thuốc giảm ho. Vâng, thì thầy bảo là gây nguy hiểm cho bệnh nhân và thầy bảo là nếu kê thì phải có cách ạ. Thì em muốn hỏi là cái cách của thầy trong cái trường hợp này thì như thế nào ạ? cách thì cũng không phải là cách, mà chúng ta phải có phương án sử dụng. Khi chúng ta dùng thuốc tan đờm thì chúng ta phải không được dùng thuốc giảm ho, đúng không? Chúng ta uống cách xa nhau ra nha. Ví dụ như là chúng ta thấy là thuốc tan đờm thì chúng ta thấy là nó có tác dụng là loãng đờm, và nó có phần khi chúng ta làm loãng đờm như vậy thì cơ thể chúng ta có phản xạ ho để chúng ta tống vào cái chất đờm, chất dãi ra khỏi đường hô hấp. Thì chúng ta nên uống cái tan đờm đó vào buổi sáng. Còn khi mà chúng ta thông thường buổi tối chúng ta muốn, hoặc buổi đêm chúng ta muốn ho ít để chúng ta ngủ, thì chúng ta nên sử dụng thuốc giảm ho trước khi đi ngủ, và khi đó chúng ta không sử dụng thuốc tan đờm nữa. Đấy là cách mà chúng ta có thể nghĩ đến khi chúng ta sử dụng tan đờm và giảm ho trong cùng một đơn nha. Em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi một câu ạ. Ví dụ Vâng. như trong cái trường hợp mà sử dụng levo-oplosacin đấy thầy, mình có thể thay thế bằng cái cipro đúng không thầy? Không biết là chị có nghe cái 71 của tôi giới thiệu không, thì các chị Em rất lưu là ý là có chị có nghe 71 không ạ? dạ em tiếc quá, hôm trước em chưa vào, hôm nay em mới vào buổi đầu, cho nên hồi nãy em có nhắn vào ô chat đấy là nếu mà thầy có dạy thì có nhắc lại cho em một ít cái bài một đấy, thầy em không vào được Nhắc lại thì hết em thì không không dám vì là không đủ thời gian, nhưng mà chị hỏi thế thì tôi trả lời luôn dạ. là quinolone nó có bốn thế hệ, nhưng mà nếu mà dùng cho hô hấp thì chị chỉ cần nhớ cho tôi hai thuốc, một là levofloxacin và hai là moxifloxacin. Những thuốc khác dùng trên đường hô hấp không hiệu quả và không được sử dụng nha. Oflo với cả cipro là nó dùng cho đường gì ạ, đường tiết niệu và đường phụ khoa, không phù hợp dùng cho đường hô hấp. Đấy. Chúng ta cần lưu ý. Cho nên khi người ta nói là quinolone hô hấp là người ta nghĩ ngay đến levofloxacin và moxifloxacin nha. Dạ. Nếu mà Cảm chị ơn không cho em có hỏi mua một chút ạ. levo thì chị dùng sang moxi. Moxi thì rất là đắt đấy, còn levo thì tương đối là rẻ, nên nên dùng levofloxacin hợp lý nhất nha. Thầy ơi, thầy có thể cho em xin cái slide của cái bài một được không thầy? Em thấy Bài 1 cái thì các anh chị lên trên YouTube ấy, trong cái nhà thuốc Big Family nó có hết, chị lên đấy là có hết rồi nha. Chị cứ lên đấy mà xem mà nghe lại. dạ. Không biết là bên hội nhà thuốc Big Family đã thành lập một cái trang YouTube, và tôi thấy là các bài giảng đều ở trên đó hết. Chị cứ lên đó chị xem lại nha. Dạ, thầy em thầy. Thầy cho em hỏi thêm một chút ạ. Lần trước em có học về bài kháng sinh của thầy, nhưng em đang thắc mắc về cái Cipro ấy thầy. Thì là theo nguyên tắc mình vẫn là chỉ dùng chủ yếu là viên đường tiết niệu thôi ạ. Nhưng em đã thấy rất nhiều đơn của bác sĩ lại cho Cipro lại điều trị về tràn dịch khớp cuối ạ. Và em vẫn phải À, bán cho theo đơn của bác sĩ ạ. về cái tràn dịch khớp gối đúng không? Dạ vâng đúng Chị ạ. đang hỏi về Cipro dùng cho tràn dịch khớp gối đúng không? Dạ vâng đúng rồi thầy ạ. À, thế thì các chị đừng, tôi nói là những cái chỉ định chính thôi, chứ không phải là Cipro chỉ dùng cho những phần tiết niệu và tiêu hóa. Thì chúng ta nhớ là cái trường hợp mà tràn dịch khớp gối người ta dùng Cipro thì rất đúng chuyên môn chị.